Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vị thế của Tô Lâm tiếp tục được khẳng định sau khi nâng cấp quan hệ Việt-Pháp. Ngày 8 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận, ông Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Pháp, đối tác chiến lược toàn diện và gì nữa. Theo đó, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp, Việt-Pháp đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Tô Lâm đã kết thúc chuyến thăm chính thức tới Pháp vào tối ngày 7 tháng 10. BBC cho hay Pháp đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có cấp bậc quan hệ ngoại giao ở mức cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng việc Pháp nâng cấp quan hệ phần nào giúp Tô Lâm củng cố uy tín của mình ở trong nước và quốc tế, đồng thời giúp ông thể hiện rằng ông vẫn duy trì chính sách ngoại giao cây tre như người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. BBC nhận xét những chuyến công du nước ngoài của ông Tô Lâm nhất là đến các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, được đánh giá là bài sát hạch bởi hồ sơ lãnh đạo của ông khá mỏng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi ông được bầu làm chủ tịch nước, thì ông đã tiếp tục lên làm tổng bí thư, nên có thể thấy ông ít kinh nghiệm trong ban giao quốc tế. BBC bình luận, ở cương vị lãnh đạo Bộ Công an, ông là tư lệnh cao nhất, có thể ban lệnh xuống cho cấp dưới thực hiện. Còn ở vị trí lãnh đạo đảng và nhà nước, ông phải xử lý khôn khéo nhiều mối quan hệ, nhiều nhiệm vụ về đối nội, ông phải tạo dựng được sự đồng thuận trong đảng, tạo được lòng tin trong dân. Về đối ngoại, ông phải có khả năng xử lý các mối quan hệ quốc tế và giao thiệp với các cường quốc lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Vì vậy, những chuyến công du nước ngoài vừa là phép thử về khả năng ngoại giao, vừa là cơ hội để ông củng cố quyền lực mềm. Và đây là hình ông Tô Lâm duyệt đội danh dự tại điện Elysee, Paris. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vung Vin từ Hoa Kỳ cho rằng cách ông Tô Lâm giao thiệp với hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ sẽ giúp ông tạo ấn tượng lâu dài trên cương vị lãnh đạo quyền lực của mình. Theo một số chuyên gia, việc ông được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp long trọng với nghi thức cấp nhà nước ở Trung Quốc là một lá phiếu tín nhiệm mà ông Tập dành cho ông. Tại Mỹ, cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giúp Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của mình và thể hiện việc Mỹ luôn coi trọng Việt Nam. BBC đánh giá việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Pháp, một nước lớn trong khối EU, vì thế và quyền lực mềm của ông Tô Lâm dường như tiếp tục được khẳng định. Theo BBC, tuyên bố chung việc Pháp cho thấy những điểm quan trọng như tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, cam kết tôn trọng thể chế chính trị của mỗi bên, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh và quốc phòng. BBC cho rằng, đối với Việt Nam, việc nâng cấp quan hệ với Pháp là củng cố chính sách ngoại giao đa phương. Đối với Pháp, việc này nhấn mạnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tìm cách tăng cường ảnh hưởng của Pháp trong khu vực và phục vụ cho lợi ích của Pháp, chẳng hạn tự do hàng hải. Và đây là hình Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Annie ký thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo Pháp-Việt. BBC cho biết về kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các khoản vay ưu đãi, vay ODA cho Việt Nam khuyến khích việc tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. BBC dẫn tin từ báo chí Việt Nam cho hay, Tổng thống Macron khẳng định sẽ sớm đề nghị Quốc hội thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, cũng như đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JSP và chuyển đổi xanh. Hai bên cũng đề cập đến vấn đề Biển Đông, tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. BBC cũng cho biết, liên quan đến các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo Pháp Việt đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine. BBC cho biết thêm, trước đó bên lề đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ông Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, đại sứ Ukraine tại Việt Nam German, nói với BBC rằng đây là một cọc mốc quan trọng và là cử chỉ thân thiện mà Ukraine vô cùng trân trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vị thế của Tô Lâm tiếp tục được khẳng định sau khi nâng cấp quan hệ Việt-Pháp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Lương Tâm Quang gặp rắc rối tại sân bay trong chuyến thăm Nga vừa qua. Ngày 7 tháng 10, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết nhận lời mời của Đại tướng Seri Shogu Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 11 tháng 9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đã thăm và dự hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Và đây là hình thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sogo Sergey đón tiếp Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Trong thời gian thăm thú và làm việc tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang được thư ký Nguyễn Minh Phương trước làm công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, dẫn đi ăn chân gấu và thịt hải cẩu. Hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh công an và doanh nghiệp cùng tham gia đại tiệc bất hợp pháp vì trên bàn tiệc ngoài năm chai rượu Macallan rất đắt tiền thì toàn các món ăn đặc sản, thịt thú rừng thuộc loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nguyễn Minh Phương có anh trai cả tên Thành là trùm lừa đảo từ Bắc vào Nam. Sau khi lừa đảo nhiều cá nhân và tập thể, Thành chạy trốn qua Pháp, mua rất nhiều nhà đất cho thuê. Từ khi Bộ trưởng Lương Tâm Quang đăng quang thì Thành lại tái xuất giang hồ, khoác lên mình thương hiệu doanh nhân thành đạt, kinh doanh nhà nghỉ và khách sạn. Nguyễn Minh Phương và anh trai hiện nay nhận nhiều phi vụ chạy án, sắp xếp nhân sự cho Bộ Công an từ địa phương đến Trung ương. Ngoài ra, Nguyễn Minh Phương còn có mối quan hệ đặc biệt với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, hiện là Thứ trưởng Bộ Công an. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tại Saint Petersburg, Liên bang Nga. Thời Ngọc Lâm giữ chức Cục trưởng C03, tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Nguyễn Minh Phương được Ngọc Lâm ban cho suốt chạy án tại Cục C03 và có quyền can thiệp sâu vào hồ sơ pháp lý của các bị can. Nguyễn Minh Phương dùng bằng cấp giả vào ngành công an, nhưng không một ai dám chất vấn và tri cứu. Trong khi ai cũng biết Phương xuất thân là một cán bộ công an phòng đóng dấu hộ chiếu ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất, không được đào tạo hay huấn luyện khóa học nào về điều tra. Nhưng Phương lại có bằng điều tra viên trung cấp và ngang nhiên làm, làm giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, lúc đó là Thượng tướng Lương Tâm Quang. Đây là nguyên nhân tạo ra bất công xã hội và cũng là câu trả lời cho vấn nạn tại sao người dân Việt Nam có học, có tài, có năng lực nhưng lại phải tháo chạy ra nước ngoài mưu sinh sự việc trên nếu chỉ dừng lại ở bàn tiệc bất hợp pháp thì sẽ chìm vào bóng tối của dĩ vãng nhưng nó lại tiếp tục tái hiện như muốn cho thế giới biết cuộc sống vương giả của tầng lớp tướng lĩnh công an Việt Nam xa hoa đến mức độ nào. Nhiều cán bộ lãnh đạo vì cái ghế đầy tớ của nhân dân mà không từ một thủ đoạn nào như gài bẫy bắt đối thủ vào tù, âm mưu ám sát, tiêu diệt thành danh. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang và đoàn đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố San Petersburg. Sau những ngày làm việc cực nhọc và ăn chơi trên xứ Bạch Dương, Lương Tâm Quang và đoàn tùy tùng ra sân bay trở về Việt Nam. Khi đánh trạm kiểm tra an ninh sân bay, thì Lương Tâm Quang cùng thư ký Nguyễn Minh Phương và đoàn tháp tùng bị câu lưu hơn 2 tiếng vì an ninh sân bay phát hiện 12 chân gấu bắt cực đóng trong 3 thùng cấp đông và hai con hổ Ammer đã lột da được xếp vào cấp quý hiếm nhóm IP đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác sử dụng. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng kể trên, cơ quan có thẩm quyền của ngắm đề nghị một cán bộ công an trong đoàn ở lại giải quyết vụ việc. Hiện nay, Bộ trưởng Lương Tâm Quang và Thư ký Nguyễn Minh Phương đang gọi những cục trưởng và phó cục trưởng đi cùng đoàn, nhận lô hàng đó là của mình, nhưng tất cả đều từ chối và đổ lỗi cho nhau. Vì vậy, hiện nay, Bộ Công an đang rối như nội canh hẹ. Sự việc có thể sẽ chìm xuồng, nhưng sự thật là đoàn Bộ Công an do Bộ trưởng Lương Tâm Quang dẫn đầu qua Liên bang Nga đã sử dụng và vận chuyển động vật quý hiếm từ Nga về Việt Nam. Chuyện có thể không là gì đối với cán bộ cấp cao của Việt Nam, nhưng việc làm đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ trưởng Lương Tâm Quang gặp rắc rối tại sân bay trong chuyến thăm Nga vừa qua. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.